Liên quan đến việc mua sắm thiết bị thuốc từ công ty Việt Á, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi đấu thầu sai quy định gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã có kết luận thanh tra việc mua sắm sinh phẩm, hóa chất, kit xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong 2 năm, năm 2020, năm 2021. Kết luận chỉ ra loạt sai phạm trong việc mua sắm sinh phẩm, thuốc, hóa chất, phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Sở Y tế ký 2 hợp đồng trị giá hơn 58 tỷ đồng và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh ký 2 hợp đồng trị giá hơn 786 triệu đồng. Cả hai gói thầu đều có giá mua cao hơn các mặt hàng cùng loại. Đáng chú ý, kit test COVID-19 cao hơn từ 67.500 đồng đến 72.500 đồng trên một bộ. Ngoài ra, đối với các gói thầu mua thuốc trong 2 năm, năm 2019, năm 2020 do Sở Y tế thực hiện, kết quả trúng thầu có tới 1.276 mặt hàng với tổng tiền hơn 444,3 tỷ đồng, nhưng giá trị thực mua chỉ có hơn 290,4 tỷ đồng.